Ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ công ơn các vị vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Với chủ đề Nhớ ơn Quốc Tổ Hùng Vương, sáng ngày 10 tháng 4, chương trình Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc thành phố Thủ Đức. Tham gia chương trình có Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố. Từ 7 giờ sáng, rất đông cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, đoàn viên thanh niên và hàng nghìn người dân đã có mặt để chuẩn bị cho lễ dâng hương. Năm nào đến ngày dỗ của vua Hùng thì các cô cũng về đây để thắp hương cho vua Hùng và cầu cho sức khỏe, cầu bình an, cầu cho quốc thái dân an, đất nước mình được ấm no hạnh phúc. Ở đây là cội nguồn của dân tộc. Và mình nhớ là cái vị vua cha, coi như mình vua cha đi. Mình đến đây để thắp hương, để kỷ niệm, để nhớ, để nhắc nhở con cháu, để nhớ đến cái ngọt của mình vậy đó. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực ba miền giới thiệu các món ăn đặc sản vùng miền sẽ phục vụ liên tục trong suốt thời gian diễn ra lễ dỗ tổ. Đặc biệt, khu trưng bày cổ vật với chủ đề 54 dân tộc anh em đại đoàn kết sẽ trưng bày các cổ vật có ý nghĩa lịch sử gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.